các bạn. Hiện tại công ty Taeco chúng tôi đang có mặt tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Ở phía sau các bạn là tiệm của anh chị. Sau một thời gian làm việc, vì anh chị có nhu cầu mở tiệm sửa xe, tôi đã làm việc với anh từ khi trường chưa làm, và bây giờ đã tới những ngày, những thứ cuối cùng để hoàn thành tiệm của anh. Anh chị có nhu cầu lắp một bộ sửa xe, còn bộ thiết bị Ấn Độ. Sau đây các bạn theo chân mình sẽ giới thiệu còn bộ sửa xe Ấn Độ cho các bạn xem. Bên cạnh bên đây là không được là phí bàn nâng và bình tích dầu. Còn đây là những thiết bị hỗ trợ cho việc sửa xe, gồm có máy nhiệt sản xuất theo công nghệ của Đức và sản xuất tại Ấn Độ. Còn đây là máy sửa xe của Vodo đã kỳ được dùng nhiều cho kiểm một phá. Máy rửa xe một tuyến Kokoro, máy hút bụi và máy hút nhựa. Đây là toàn bộ thiết bị dùng cho một tiệm rửa xe có tô nấm một phá. Sau đây xin mời các bạn nghe cảm nhận của anh chị sau khi được tư vấn và lắp đặt thiết bị từ công ty chúng tôi. Bình thường lắm, mới nữa. Tắt thì kiểu gì đó là anh có thể cảm nhận về tư vấn và lắp đặt thiết bị của công ty tài của bên em được không ạ? Theo anh là lắp đặt tư vấn của bên công ty tài cũng là rất tốt, và với bên tư vấn nhiệt tình, là bên lắp đặt kỹ thuật là rất là chú đáo, là nó là tốt. Mọi người ở khu vực Quảng Bình mà có nhu cầu mở tiệm sửa xe thì có thể tới tiệm của anh chị và có thể tham khảo tiếp. Và em cảm ơn cảm nhận của anh là chụp tiệm của anh thành công rồi. Dạ, cảm ơn đến công ty em. Dạ. Đến đây đó là cảm nhận của anh chị, và nếu các bạn có nhu cầu sẽ mở tiệm sửa xe, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường link qua số điện thoại sẽ để phân video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.